Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Công Dụng, tức Nguyễn Tiến Công, sinh năm 1965 và Nguyễn Công Chính, sinh năm 1963, vốn là anh em họ, cùng sinh ra và lớn lên ở xã Bình Bộ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tuy hơn kém nhau 2 tuổi, nhưng cả hai chơi với nhau khá thân thiết và đặc biệt hợp nhau ở khoản trộm cắp vặt. Chính vì vậy mà khi được Chính rủ hành nghề hai ngón, Dụng đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Thời còn trẻ, vào khoảng năm 1985, Dụng cùng Chính trộm được chiếc túi của một người nước ngoài tại khu vực bến Phà Then thuộc xã An Đạo, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tài sản trộm được tuy chẳng đáng giá là bao, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên sau lần ấy cả Dụng và Chính đều bị bắt và bị kết án 15 tháng tù giam. Sau lần làm ăn chung ấy, tình cảm anh em giữa Chính và Dụng đã có sự rạn nứt. Nguyên nhân là bởi Dụng nghi ngờ Chính ăn chia không đều số tài sản đã trộm cắp được. Sự việc trôi qua tuy đã lâu nhưng Dụng vẫn luôn để bụng câu chuyện đó. Sau khi ra tù, cả Chính và Dụng đều lập gia đình và có cuộc sống riêng. Trong thời gian này, Chính nghiện chất cấm và thường xuyên phải đi cai nghiện. Năm 2003, Chính bị bắt một lần nữa cùng với tội danh trộm cắp tài sản, bị kết án 30 tháng tù giam. Trong thời gian Chính chấp hành án phạt tại trại giam Tân Lập, Dụng là người chở vợ Chính là chị Hán Thị Chi, sinh năm 1968, đi thăm nuôi người em họ. Chẳng hiểu là do có ý định trả thù chuyện năm xưa hay là vì lửa gần rơm và thương cô em dâu phải cô đơn một mình, nên Nguyễn Công Dụng đã dần nảy sinh tình cảm với chị Chi. Theo thời gian, mối tình vụng trộm giữa hai người mỗi lúc một trở nên gắn bó. Những tưởng sau khi Chính ra tù thì mối quan hệ bất chính đó sẽ chấm dứt, nhưng tình đã bén thì khó bỏ. Đôi tình nhân thậm chí còn có ý định dọn về sống cùng nhau trong căn lán nhỏ ở cuối làng. Với ý định đó, cùng với việc Chính thường xuyên rượu chè bê tha, nghiện ngập, nên Chi nhiều lần nói rằng sẽ ly hôn chồng để lấy Dụng. Thế nhưng chuyện ly hôn cứ bị khất lần vì Chính không đồng ý. Với những mâu thuẫn luôn âm ỉ tồn tại, mối tình vụng trộm này đã là khởi nguồn cho một tấn thảm kịch kinh hoàng. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2010, biết chị Chi đi chợ, Dụng đã gọi điện cho người tình để nhờ mua hộ gói thuốc lào. Lúc chị Chi đến đưa gói thuốc lào, thấy trên xe chị có nhiều đồ lình kình. Dụng tò mò hỏi thăm thì chị Chi nói là mua hộ cho hàng xóm. Nghi ngờ chị Chi nói dối mình, Dụng đã bí mật đi theo và thấy chị Chi đưa những đồ này cho bố chồng. Nhìn thấy cảnh đó, Dụng bỗng cảm thấy bực tức vì cách đó vài hôm, chị Chi đã tâm sự với Dụng rằng đang có mâu thuẫn với nhà chồng và sẽ không bao giờ bước chân về cái nhà đấy nữa. Đợi chị Chi đi ra, Dụng chắn ngang đường, giọng chì chiết đầy vẻ giận dỗi. Hôm trước đã nói như vậy mà sao hôm nay lại làm khác? Thấy chị Chi không đáp lời, Dụng bỏ về nhà rồi sau đó gọi điện cho chị Chi, yêu cầu chị xuống nhà mình để nói chuyện, nhưng bị chị Chi từ chối. Điên tiết, Dụng đe không xuống là không xong đâu, rồi đập vỡ điện thoại của mình và trong đầu bắt đầu nảy sinh ý định sát hại vợ chồng anh Chính. Dụng đã đạp xe xuống chợ ở gần nhà, chọn mua một vật sắc nhọn dùng để mổ lợn, rồi sang nhà anh Chính. Tới nơi, thấy vợ chồng anh Chính đang ăn cơm, Dụng quay ra ngoài mượn điện thoại, gọi cho chị Chi bảo ra ngoài nói chuyện. Nhưng một lần nữa chị Chi lại từ chối. Đang trong cơn điên, lại tiếp tục bị chị Chi từ chối, Dụng hừng hực như có lửa đốt vì cuồng ghen. Hắn cuốn vật sắc nhọn vào áo, đi vào nhà chị Chi và ngồi thẳng lên giường. Thấy thái độ bất thường của Dụng, lại thấy lấp ló vật sắc nhọn trong áo của hắn, chị Chi thảng thốt, làm gì mà mang theo đồ sắc nhọn thế? Nghe thấy vậy, Dụng hét lên, nó đây, rồi hắn mở tung chiếc áo, cầm vật sắc nhọn túm đầu và tấn công anh Chính đang hút thuốc lào ở gần đó. Không kịp phản ứng, anh Chính chỉ biết dùng tay ôm vết thương, rồi bỏ chạy ra ngoài, lên đến mặt đê sông Lô thì ngã ra thiệt mạng. Từ trên giường, chứng kiến cảnh Dụng sát hại chồng mình, chị Chi vùng chạy, kêu lên liền bị người tình đuổi theo tấn công tới tấp.
Mặc dù bị trọng thương nhưng chị Chi vẫn cố gắng lết được sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Trước khi được đưa đi cấp cứu, chị Chi còn kịp nói tên hung thủ và viết được mấy chữ: Công, tên thường gọi của Dũng, hại tôi và chồng tôi, người làm chứng, hắn thị Chi. Do những vết thương quá nặng nên chị Chi đã qua đời sau đó không lâu. Nguyễn Công Dũng sau khi sát hại hai mạng người như một con thú điên cuồng, chưa thỏa mãn thú tính lại vác hung khí đi tiếp. Lúc này trong đầu Dũng bỗng nhớ đến mối thù tức với chị Cao Thị Thơm, sinh năm 1974. Nguyên nhân là hai ngày trước đó, xe chở đất san đường cho nhà chị Thơm đã làm đổ tường bao của nhà Dũng. Dũng đòi chị Thơm phải bồi thường bức tường làm đổ 5 triệu đồng. Thấy vô lý, chị Thơm đã từ chối mà chỉ đồng ý xây lại tường cho Dũng. Sẵn hung khí trong tay, Dũng xông vào nhà chị Thơm cách đó khoảng 100m. Thấy chị Thơm đang mải chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình ở dưới bếp, Dũng đã lạnh lùng ra tay. Trong lúc đó, cháu Ngô Văn Thịnh sinh năm 1996 là con trai của chị Thơm vô tình chạy từ trong nhà ra sân, chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại đã lao ra ngoài kêu cứu, cũng bị Dũng sát hại. Sự tàn nhẫn này của Dũng vẫn chưa phải là tận cùng của tội ác, dường như còn chưa thỏa mãn với cơn điên của mình. Gây án xong, Dũng bình thản quay trở lại nhà anh Chính, phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà gỗ ba gian cùng toàn bộ tài sản. Sau khi gây ra tội ác, Dũng vẫn ung dung về nhà, mặc quần áo rồi bỏ lên đê. Gặp một người hàng xóm đi xe máy qua, hắn hỏi mượn nhưng chưa được sự đồng ý, hắn đã giằng lấy chiếc xe bỏ trốn. Ngày 20 tháng 9 năm 2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Công Dũng với các tội sát hại người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.